Hello mọi người, mình là Trang đến từ MMI Agency. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về khóa học chụp ảnh sản phẩm cơ bản do MMI Agency sản xuất. Khóa học này bao gồm có 15 video, mỗi video sẽ kéo dài trong 8 đến 10 phút. Sau khóa học này thì học viên sẽ nhận được các giá trị sau đây. Thứ nhất, hiểu về tổng quan chụp ảnh sản phẩm. Thứ hai là biết cách lựa chọn và sử dụng thiết bị để chụp ảnh. Thứ ba là biết cách sắp xếp bố cục và hiểu về tư duy decor chụp hình sản phẩm. Và thứ tư là sẽ có một buổi hướng dẫn các bạn về hậu kỳ sản phẩm. Khóa học này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 với mức học phí là 549.000 đồng. Và từ hôm nay cho tới ngày 20 tháng 4, nếu như các bạn pre-order trước thì sẽ có mức ưu đãi học phí chỉ còn là 349.000 đồng. Và cái link đăng ký thì mình sẽ để ở bên dưới video này. Hãy nhanh tay đăng ký để nhận được ưu đãi tốt nhất từ MMI Agency. Xin cảm ơn các bạn.